Nói chung là hầu hết mọi người đều hỏi về tình yêu. Mình nói thật các bạn biết tình yêu thì là teo rồi, cũng chỉ là phân phân thôi. Đó, nó cũng là kiểu mà đéo đi đâu đâu, tao lại thật cầu nguyện thế. Tao vừa nãy yêu thương đéo gì, lo cho bản thân đi, tiền đéo có, công việc đéo có, yêu vì đương, nhưng mà yêu xong là gì? Tiền cà phê thì bạn cũng phải tính, thì bạn yêu thế chích nhau xong cũng đẻ à?